Xin chào các anh, các chị nhé. Em xin giới thiệu đầy đủ, tên là Hoàng Thị Thúy Viên, giảng viên trường cao đẳng Văn Lang chuyên bộ môn Ăn vặt và giảng viên trường trung cấp nghề Thanh Xuân về bếp Á, dạy về các môn lý thuyết như là văn hóa ẩm thực, sinh lý dinh dưỡng, hạch toán định mức và xây dựng thực đơn và thi thực hành nữa. Thì ngoài các lớp nghề dài hạn ra thì có nghề ngắn hạn. Thì các anh chị muốn học trực tiếp tại trường thì có thể liên hệ qua em hoặc là liên hệ phòng đào tạo của trường. Ngoài ra em có tổ chức các lớp nghề ngắn hạn trên online trên Facebook. Thì anh chị nào muốn học thì theo dõi em và xem các khóa học mà em đăng ấy nhé. Thì em với những bạn mà học nghề trực tiếp á, thì các bạn biết mặt em rồi. Còn với những bạn mà học online em rất ít khi và thậm chí là chẳng bao giờ em lò cái mặt ra cả. Thì hôm nay cứ nhìn nhân ngày trời mưa, quay trời đang mưa đấy, em lò mặt ra để cho mọi người biết cái mặt của em như nào nha. Và chúng ta nói chung là khi mà chúng ta biết mặt nhau thì nó dễ nói chuyện và dễ trao đổi hơn đấy. Thì trong quá trình dạy nghề thì em có những nghề ngắn hạn như thế, thì có những anh chị hỏi em là ví dụ như là không biết gì về nghề có làm được không, rồi sắm sửa đồ dùng ra rồi đồ dùng để làm thì hết khoảng bao nhiêu, rồi cách tiếp cận khách hàng như thế nào, chiến lược kinh doanh của mình như làm sao. Thì thật ra em thì giống như là chuyên về lý thuyết chứ không có thực chiến như các anh các chị, các bà ở ngoài kia đấy. Cho nên là có sao thì em sẽ chia sẻ vậy và em sẽ chia sẻ thật tâm từ bản thân mình chứ không có giấu giếm nghề gì cả đấy. Có những bạn có những anh chị là học nghề đóng khá là cao tiền, học trực tiếp người ta cũng kinh doanh nghề như mình ấy. Đấy, nhưng mà thật ra là họ giấu hết, giống như là họ thủ một cái gì, họ thủ một cái cho họ chứ họ không bao giờ họ chỉ hết cả. Nhưng mà với em đi dạy thì em có sao thì em lại truyền đạt hết, thì em chẳng giấu gì tại vì em chẳng cách cạnh tranh với ai cả, cho nên là em chia sẻ hết. Có những hôm rồi cũng có một chị học, xong rồi chị bảo là theo dòng dã cái bà này hơn một tháng trời, thế nhưng mà về làm bụng vẫn bị chua. Xong rồi hỏi bà thì bà bảo là thỉnh thoảng bị thế mà cô làm vẫn thế, khách ăn có sao đâu. Thế thì em thật ra em cũng chả biết trả lời kiểu gì, vì vì nói thì nếu mà nói ra thì lại bảo là nói xấu, mà không nói thì mình rất là ấm ức. Thế nhưng mà tiện thể đây thì em mới chia sẻ rồi đấy, là họ lập nghề thì đương nhiên là họ sẽ phải giấu. Em chắc chắn và khẳng định 100% là họ sẽ giấu, chứ không bao giờ người ta làm nghề xong rồi người ta lại truyền đạt cho mình hết cả những cái kinh nghiệm, những cái bí quyết mà người ta bầm dập người ta mới có được, là không có đâu các anh chị ạ. Các anh chị hãy tỉnh lại đi. Chỉ có những người mà đứng trên cương vị giảng dạy như em, không cạnh tranh nghề, không cạnh tranh hàng ăn á, thì các em là biết bao nhiêu là chia sẻ thật tâm thật lòng hết bấy nhiêu đấy. Rồi bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi nhé. Ví dụ như là chị không biết gì về nghề thì chị có làm được không? Rồi cách tiếp cận khách hàng như thế nào, sắm sửa đồ dùng ra làm sao, thì em xin chia sẻ như thế này này. Theo như em á, đầu tiên mình xác định một cái nghề là để mình làm và mình nuôi sống bản thân mình, rồi nuôi sống gia đình. Và nếu mà kinh doanh tốt hơn nữa thì mình sẽ để dư ra để những cái lúc ốm lúc đau, những cái lúc nọ lúc kia. Đấy. Thì mình muốn được một cái nghề như thế thì mình phải tìm cho mình một cái người thầy, mất phí cũng được, phí ít hay phí nhiều đều là tùy người ta. Đó. Rồi mình học
về thì người ta sẽ dạy cho mình một cái nền gọi là cái căn bản, giống như mình xây nhà thì phải xây từ móng xây lên đấy. Sau đấy là khi mà mình học về xong rồi, mình thực hành, mình làm ít thôi, mình làm khoảng độ vài cân gạo thôi. Sau đó là mình sẽ mời bạn bè, anh chị, gia đình rồi ăn, sau đấy là cho góp ý. Thì khi mà góp ý như thế thì mình sẽ dựa trên số đông để mình lấy cái số đông đó, sau đấy mình sẽ điều chỉnh theo cái số đông để làm cái riêng cho mình. Và nhiều lúc cái riêng đó lại là chính là bí quyết, là gia truyền đấy các anh chị ạ. Vì người thầy khi người ta dạy ấy, ví dụ như dạy 1.000 người thì vẫn chỉ một cách dạy đấy và một cái công thức đấy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta về địa phương, về vùng, về khẩu vị ăn rồi vùng miền khác nhau thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải điều chỉnh. Bắt buộc chúng ta phải điều chỉnh. Đấy. Ví dụ như là ở Sài Gòn thì tại sao họ lại thường lại cho thêm đường, ngoài Bắc thì lại cho mì chính. Đấy. Hoặc người Bắc thì ăn mặn, còn miền Trung thì ăn lợ, và miền Nam thì ăn ngọt. Đấy là khẩu vị vùng miền đấy. Đấy. Và khi mà mình học được một cái nghề, mình làm mình thực tế như thế, rồi đôi lúc mình còn trong quá trình kinh doanh thì mình phải sẽ có những cái chiến lược. Ví dụ như là mới đầu thì mình mời ăn thử, hoặc là mình bán rẻ, coi như là bán lấy vốn đi. Thế sau khi mà mình đã rút được cái kinh nghiệm rồi ấy, thì mình sẽ bung lụa ra, mình làm, mình lung bung lụa ra, mình bàn, mình làm. Mà thì trong quá trình làm mình sẽ gặp được, mình sẽ có những khách hàng dễ tính có mà khó tính cũng có. Thế nhưng mà chẳng nhẽ dễ tính thì mình cũng khó lại với người ta thì cũng không được đấy. Nên là luôn luôn một tâm niệm, một điều là khách hàng luôn luôn đúng, vì khách hàng là người trả lương cho mình, thì bắt buộc mình phải bỏ cái tôi của mình đi để đặt mình vào cái cương vị của họ, đặt họ vào cái cương vị của mình. Đó. Đặt mình vào cái cương vị của họ. Đó. Đặt mình vào cái cương vị của họ để mình hiểu người ta hơn. Đó. Và khi mà bán hàng bây giờ thì cái thời buổi công nghệ đấy, chúng ta có thể bán trên các app, các hội nhóm, rồi Facebook, qua Zalo, qua Instagram, nó có nhiều cách, nhiều kênh để chúng ta làm lắm. Đấy. Thì chúng ta sẽ kết bạn với những khách hàng đấy, rồi sẽ mình sẽ nhờ họ là quảng cáo cho cái quán của mình. Đấy, có thể khi mà họ mới đầu họ tới ăn thì mình có thể là chị ơi cho em xin kinh nghiệm, em làm như này có vừa miệng chị không, hay là có vừa miệng anh không, rồi em có cần phải thay đổi gì không. Đấy, thì tự nhiên cái giá trị của họ được nâng lên thì không ai là không không cho ý kiến cả. Đấy. Thế rồi với những người mà lao động nặng thì khi họ ăn đó, thì mình có thể mình bảo họ, hoặc là mình lấy thêm cho họ một chút, nó nhiều nhiều một tí đấy. Mình bà mình coi như mình hôm đấy là mình lỗ tí cũng được. Thế nhưng mà khi mà họ ăn đó, họ no bụng đó, thì tự nhiên cảm giác là họ thoải mái đấy, thì họ cứ truyền truyền miệng, truyền miệng, và tự nhiên đấy là một cái kênh truyền thông cũng khá là tốt đấy. Rồi lại bán hàng theo, đấy là bán hàng theo truyền theo theo văn hóa truyền miệng đấy, rồi bán hàng theo theo văn hóa thói quen nữa đấy. Đôi lúc mình bán lâu năm, đôi lúc mình bán lâu năm đấy thì khách cứ tới cái chỗ đấy thì mới có bánh ngon như ý, hoặc là bánh vừa với mình đấy. Thì là họ cứ nhập tâm, và họ cái tâm trí họ là chỉ có ở cái chỗ đấy thì mới mua được cái bánh như ý đấy. Ăn chỗ khác là không vừa miệng là không đi đấy. Rồi đấy là về cách
quảng bá sản phẩm, thì nhiều lúc là mình còn có một cái chiến lược là mình tặng, ví dụ mình tặng cho ở khu mình đi, thì có những cái đồn chốt chẳng hạn, đồn chốt dịch hay là những cái hội từ thiện đấy, họ nấu ăn từ thiện cho các bệnh viện, cho các trẻ em cơ nhỡ chẳng hạn đấy, thì mình cũng có thể mình thời gian đầu mình làm công tác quảng cáo là như thế đi, thì mình sẽ mang tặng, mình sẽ mang tặng và mình nhờ họ góp ý đấy, mang tặng nhờ họ góp ý, nhưng mà trước đấy là mình đã phải thử và mình đã phải làm nhiều cho gia đình bạn bè xung quanh, những người hàng xóm xung quanh ăn rồi đã, thì sau đấy là mình mới chiến lược mình mở rộng thị trường thêm ra và mình sẽ tặng tặng mình cho những người mà đứng gác đồn bốt rồi những cái hội mà họ nấu từ thiện đấy, thì mình sẽ mở rộng ra đấy. Đấy rồi về đấy là về chiến lược quảng cáo. Còn một cái nữa là chúng ta cũng có thể thuê thuê viết bài, thuê báo viết bài thì hình như là cũng 300 hay là 500 một bài đấy, thì mình cũng có thể thuê thuê họ để họ họ viết bài cho mình đấy, nhưng mà mình phải biết là và mình phải nắm chắc là cái sản phẩm của mình là ngon, thế thế xong rồi mình sẽ thuê họ viết đấy, đó cũng là một cách truyền thông đấy. Rồi còn nhiều lắm, còn nhiều lắm, thì ở trong cái clip này thì em không thể nói hết được, nói chung là em cũng sẽ chia sẻ dần dần, không nghề này thì sẽ nghề khác đấy. Rồi còn về sắm đồ đi, sắm đồ dụng cụ đi, thì em cứ tính sơ sơ như thế này nhé, mình sẽ mua nồi tráng bánh size 30, 35 hay là 40 gì đấy, thì nó rơi vào khoảng tầm 3 triệu đến 3 triệu rưỡi đấy. Rồi máy xay bột tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi thì đấy. Đấy. Máy xay bột nước đấy. Về còn xài máy xay bột nước nhé, thì cái máy xay bằng đá đấy là cho ra bột ngon nhất. Đấy, cho ra bột ngon nhất, mịn nhất. Đấy, ngon nhất. Đấy. Ngày xưa thì ông bà mình là cứ dùng tay để xay thôi. Thế nhưng mà bây giờ họ có cải tiến hơn thì họ dùng họ họ thiết kế là motor để chạy. Đấy, thì nhưng mà rồi máy xay bột bằng đá là ngon nhất. Đấy, còn nếu không á, thì mình dùng dùng máy xay chạy bằng cơ khí motor thì bình thường. Rồi máy xay hành khoảng độ rơi vào khoảng 300. Đấy, rồi máy xay mộc nhĩ khoảng độ tầm 400 nữa. Đấy, rồi bàn ghế thì khoảng độ tầm 3 triệu với 5 bộ bàn ghế. Thì bàn ghế ở đây chúng ta đừng có mua mới hoàn toàn, mà chúng ta nên tìm những cái chỗ mà nó thanh lý nhưng mà nó còn mới một tí. Đấy. Thật ra thì chúng ta cũng phải lên kế hoạch để tính toán chi tiêu cho nó hợp lý. Đấy. Rồi biển quảng cáo băng rôn thì nó cũng rơi vào khoảng độ tầm gần 2 triệu. Đấy, rồi bát đũa đồ dùng túi bao ni lông hộp xốp thì nó cũng rơi vào khoảng độ tầm 2 triệu nữa đấy. Làm hàng ăn á, thì nó vất vả nhưng mà thu nhập thì cũng là tương đối đấy, ấm đấy đấy, thì mình vốn thì ít, lãi được bao nhiêu là mình biết ngay ở trong ngày. Đấy. Thế xong rồi là và đặc biệt nữa là các anh các chị phải thật sự yêu nghề và tâm huyết với nghề. Đấy, mình có yêu nó thì nó mới yêu lại mình. Đấy, em xin chốt lại là mình yêu nó thì nó mới yêu mình. Đấy. Yêu nghề thì nghề sẽ yêu lại và sẽ đem lại cho mình cái nguồn thu nhập để mình cuộc sống của mình nó dễ chịu hơn. Đấy. Khởi nghiệp được 3 ngày thì là nông nổi. Khởi nghiệp 3
3 tháng tức là bắt đầu, còn từ 3 năm trở lên đó mới gọi là sự nghiệp. Chúc các anh chị kinh doanh thành công, mọi sự như ý. Có gì chúng ta lại trao đổi tiếp nhé.